Lãnh đạo tỉnh Bình Định nói gì về đề nghị tước danh hiệu hoa hậu đối với Ý Nhi? Trước làn sóng khán giả đề nghị tước danh hiệu hoa hậu Miss World Việt Nam 2023 đối với Huỳnh Trần Ý Nhi, lãnh đạo tỉnh Bình Định cho rằng ban tổ chức cuộc thi cần phải báo cáo những vấn đề liên quan liên quan đến việc nhiều khán giả đề nghị tước danh hiệu hoa hậu đối với Huỳnh Trần Ý Nhi. Tối ngày 3 tháng 8, phóng viên báo Người Lao Động đã có cuộc trao đổi với ông Lâm Hải Giang, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định nơi tổ chức vòng chung kết Miss World Việt Nam 2023 xung quanh vấn đề này. Theo ông Lâm Hải Giang, mấy ngày qua, bản thân ông cũng như chính quyền địa phương đã nắm được những thông tin về việc nhiều khán giả đề nghị tước danh hiệu Hoa hậu đối với Huỳnh Trần Ý Nhi do những phát ngôn gây tranh cãi. Tuy nhiên, Bình Định chỉ là nơi đăng cai, chính quyền địa phương chỉ hỗ trợ về công tác an ninh, chứ không nằm trong ban tổ chức cuộc thi nên không thể đưa ra quyết định về việc này. Nhưng có một vấn đề là trước những thông tin ảnh hưởng đến uy tín của giải Miss World Việt Nam 2023, ban tổ chức cần phải báo cáo với chính quyền địa phương nơi diễn ra vòng chung kết bởi trước đó trong các lần làm việc bình định đã đề nghị ban tổ chức giữ được uy tín của giải và đảm bảo tuân thủ thực hiện tất cả các vấn đề đã công bố và đảm bảo tuân thủ thực hiện tất cả các đề án đã công bố vì vậy ban tổ chức muốn làm việc lâu dài với bình định thì họ phải báo cáo chứ tỉnh không yêu cầu họ báo cáo ông giang cho hay mới đây hoa hậu huỳnh trần ý nhi thu hút sự quan tâm của dư luận khi tham gia một phần vấn đáp nhanh cùng hai á hậu đào thị hiền và huỳnh minh kiên Cụ thể, khi được MC yêu cầu kể tên ba người nổi tiếng quê ở Bình Định, Tân Hoa Hậu đáp, em, nhà thơ Hàn Mặc Tử và vua Quang Trung. Ngay lập tức, câu trả lời của người đẹp Bình Định bị chỉ trích dữ dội. Nhiều người cho rằng ý nhi đã trả lời sai kiến thức cơ bản khi nhà thơ Hàn Mặc Tử quê gốc ở Quảng Bình chứ không phải Bình Định. Không những vậy, nhiều người cũng cho rằng ý nhi có thái độ thiếu tôn trọng trong khi đặt tên bản thân ngang hàng với những tên tuổi lớn như vua Quang Trung hay Hàn Mặc Tử. Số đông cư dân mạng đều tỏ ra bức xúc. Nhiều người cho rằng Tân Hoa hậu nên suy nghĩ kỹ trước những phát ngôn kiêu ngạo, thiếu hiểu biết của mình. Nhiều cư dân mạng đề nghị tước luôn vương miệng Hoa hậu vì cho rằng ý nhi không xứng đáng với danh hiệu này. Thậm chí không ít khán giả còn gửi email đến ban tổ chức yêu cầu tước vương miện và đề xuất và đề nghị tổ chức Miss World 2024 tước xuất thi quốc tế của ý nhi. Trên các diễn đàn, nhiều ý kiến bình luận đề nghị tước vương miện của ý nhi. Hoa hậu không xứng đáng nhất trong lịch sử vừa không có tài, vừa không có sắc, ban tổ chức nên tước vương miện. Trước đó, Ý Nhi từng gây tranh cãi với phát ngôn, khi bạn bè vẫn uống trà sữa thì tôi đã thi hoa hậu, hay yêu cầu bạn trai phải nhanh chóng thay đổi để theo kịp mình khi bản thân đã ở vị thế mới. Ngoài ra, khi vừa đăng quang được vài ngày, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều nhóm anti-fan hoa hậu Ý Nhi với hàng chục nghìn thành viên, trong đó nhóm cao nhất tính đến thời điểm hiện tại là gần 500.000 thành viên.